Ok, hai mọi người, chào mọi người đến với kênh review Tun ha. Như trên màn hình các bạn đang thấy là mình đang chơi game Dead Paradise Car nha. Một cái game chạy chip bắn súng đi cảnh nha các bạn nha. Đồ họa rất là tuyệt vời ha. Game chơi mượt mà trên con G332G nha. Ok, chúng ta chỉ bị chạy và bắn những cái chướng ngại vật thôi ha. Thì cái nút này là các bạn quay súng ra trước ra sau này nha. Rồi lúc này là chúng ta bắn nè, này là tên lửa, có hai tên lửa mình bắn hết rồi. À, quay súng ra rồi. Khi các bạn bấm nút này nó sẽ chạy lên trước này nha. Bấm cái này chạy lên trước nè. Còn chúng ta bấm nút này nó sẽ quay ngược về lại à. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game ở trên Starplay cho các bạn nha. Đây, tên game là Dead Paradise Car Race Shooter nha. Game có hơn 5 triệu lượt tải xuống nha các bạn. Thì cái phần chia sẻ ứng dụng game mini Dead Paradise Car Race Shooter trên Starplay trên smartphone Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh ha.